Rồi, hôm nay mình sẽ đi vô cái khu du lịch Suối Chanh ở Phú Quốc. Đây là một cái nơi rất là đẹp, được tư nhân xây 30 ngàn một vé. Đi vô theo chị da đen. Mình sẽ đi vô. Đó, mọi người thấy thác nước không? Đây là khu du lịch Suối Chanh nha, ở Phú Quốc, thị xã Dương Tơ. Bây giờ mình sẽ quay vòng vòng để đi vô với mục đích ngày hôm nay. Một là tham quan, hai là đi tìm thi sĩ Du Linh. Cô từ ở bên Úc về mà hẹn ở Sài Gòn thì không gặp được Du Linh, nhưng mà tự nhiên gặp ở ngoài đảo đó, chuyện nó lạ kỳ như vậy đó. Đó, bây giờ đi qua cái cây cầu, nén, mình đi qua cây cầu của chị da đen nó mất tiêu rồi. Giờ đi tìm. Rồi, có mấy con trâu, trời ơi, bông giấy ở đây là đặc sản luôn, hèn sao nha, nó đã đủ màu, nó trong nắng nó rực rực rỡ luôn nha. Rồi đi hướng nào đây? Rồi ý ra chị da đen chơi núp nữa, trời ơi, đã xấu rồi mà còn núp trong bụi. Em rồi rồi giờ đi theo chị da đen, đi theo cái con đường bông giấy. Đó, đi 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 bên ngó qua bên kia, rồi khắp nơi là bông hết rồi. Không biết thi sĩ Diêu Linh đang ở đâu, ai vậy? À, hai người Tây. Rồi khu du lịch gì mà đông que luôn vậy trời. Rồi trời nắng hanh hanh, gió Phú Quốc buổi trưa hơi nóng chút xíu, nhưng mà tới tối thì lại mát lạnh. Trời ơi, ở đây có mấy cái tấm phản, trời ơi, gỗ gỗ nguyên khối, trời ơi, ở đâu gì mà nhiều dữ vậy, tư nhân nào mà quá trời quá đất gì trời, trời ơi quá trời luôn. Rồi cái gì đây? Ây da, vợ chồng nghỉ ngơi, cái tấm này nó quá to luôn, không có được ngồi, chỉ là cái bàn nha. Rồi mình đi tới đây, vô đây, cái gì vậy? Trời ơi, cái hũ rượu gì bự vậy? Trời ơi, cái củ gì trong đó vậy? Nhìn sao giống con lãi, nó quá thạch vậy. Ý, trời ơi, cái hũ rượu quá trời quá đất, mọi người ơi, mà không phải một hũ nha, quá trời hũ luôn. Trời ơi, sâm không á, sâm là sâm 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 nguyên củ luôn á. Đó, bự lắm, cái này hả, phải hai người ôm mới hết nha, mà phải năm người khi mới nổi chứ, nó nặng à. Trời ơi, nó còn sâm trên củ sâm nữa à, điêu khắc trên củ sâm. Ồ, những con lãi quá thạch. Trời ơi, hai cô gái này, một cô che mặt, thấy sợ mình đưa lên mạng hay sao, che mặt cái gì? Ây da, trời, cứ cồng chiêng rồi có con tỳ hưu ngậm đồng tiền, ở đây văn hóa đủ thứ các cái đó, vừa cao nguyên vừa đồ gỗ. Rồi bây giờ vẫn phải đi tìm thi sĩ Diêu Linh và chị da đen. Chị da đen nó mất tiêu nữa rồi. Rồi đi đâu nữa? Trời ơi, vườn bông tím đẹp quá. Rồi cái gì đây? Ồ, cái trống đồng mà sao nó màu vàng, nó không phải màu đồng. Ồ, nó được bọc lại, chắc nhiều khi nó bằng vàng luôn á, nhưng mà sao mà ăn cắp được, khó lắm. Thôi bỏ ý nghĩ đi. Đó, cái nhà này bằng tre, mọi người thấy nha, cái nhà này như vậy là chưa có phải là cái nhà lớn đâu, nó còn những nhà mà nó còn hoành tráng hơn nữa đó. Mấy cô này nè là ngồi quét nhà sàn, nó quét từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, làm đúng một công chuyện đó, không có làm chuyện gì khác hết, chỉ quét nhà thôi. Rồi mọi người thấy không? Đó, bây giờ mình mới đi lên trên cái sàn. Trời ơi, cái này là xây 5 tỷ nha mọi người, không phải là xây mà là lấy tre, mua tre về nhà, này gọi là nhà tre, mua tre về bó lại đó, bó. Mọi người thấy không? Trời đất ơi, bó lại có người á, người ta kể, hai cái cô này kể, có người á đang treo hả, cột với cái cây treo rớt xuống bờ suối này, mấy ngày sau á không có chết mà mấy ngày sau mới dám làm lại á. Đó, mọi người thấy không? Tre mà vướng đó. Bây giờ trở lại xuống trống đồng, quên nãy giờ phải đi tìm chị da đen. Chị da đen không thể gặp chị Diêu Linh ở Sài Gòn được, bởi vì lúc đó chị da đen đang bán tôm khô ở dưới Cà Mau làm tôm khô, nên thành ra là phải về Cà Mau. Đó, một em gái chọc ghẹo tôi, nhưng mà tôi không có dễ dãi. Rồi bây giờ tôi phải đi tìm chị da đen rồi. À đây mọi người, đây rồi, đó, thi sĩ Diêu Linh và chị này là chị bạn của thi sĩ Diêu Linh. Chị dù đã gửi xe nhưng mà chị vẫn mang theo đóng bảo hiểm, cho nên tạm gọi chị là chị bảo hiểm đi. Rồi
Trong lúc mình ngồi thì mình thấy có một cái bức phù điêu được dán những cái viên sỏi to như những cái vỏ ốc, nhưng mà nó là viên sỏi thiệt. Đó, bức phù điêu thành một cái bức tranh quá trời đẹp. Rồi bây giờ mọi người dẫn mọi người đi vòng vòng chơi. Rồi mình giới thiệu mọi người đi đâu? Mình giới thiệu mọi người đi qua cái nhà sàn hồi nãy. Bỏ mọi người bắt đầu đi, vừa đi vừa tám, vừa nói xấu ai đó ở bên Úc hay sao á. Ừ, chắc vậy. Đó, chị Bảo Hiểm, à, chị Bảo Hiểm đang đi sau, tè tè theo sau. Chị Bảo Hiểm, à, rồi, đi đâu? Chị Bảo Hiểm vừa đi vừa chụp hình, rồi bỏ chị lại luôn. Rồi, bắt đầu đi. Rồi, bà con đi, thấy mấy bình rượu ghé vô đúng không? Rồi, thì ra là cũng ham rượu. Rồi, mình bỏ đi trước, cho mọi người ai theo sau thì ráng chịu. Mình đi đâu đây? Hồi nãy khúc này mình chưa quay. Đây là khu du lịch Suối Chanh nha. Mọi thứ rất là mát mẻ, không có cho không có cho ở lại qua đêm. À, còn đây là cái túp lều hũ mắm. À, mình ghét ai mình rủ người ta vô xong mình gọi người ta là con mắm. À, rồi cái gì đây? Đi đâu? À, có hai người Tây đang chụp bông. Ồ, hai người Tây. Ồ, xa xa kia là có hai người ta. À, hai người ta, một đen một đỏ. Rồi, chắc đen đỏ, kiếp đỏ đen luôn. Rồi, đi đâu này? Chị da đen, chị áo đen. Chị tóc đỏ, chị áo đỏ. Đó. Rồi. Rồi, chị Bảo Hiểm đã bị bỏ lại rồi. Rồi bắt đầu đi lên. Rồi mấy chị đi lên. Đi lên. Mình giới thiệu mọi người đi lên. Bắt đầu mình sẽ đè mọi người ra mình chụp hình. Đó. Đó, mọi người thấy đẹp không? Quay lại coi lần nữa ha. Đó, nhà sàn. Cái sàn lúc nào cũng bóng lưỡng. Cái này chỉ tiếp các đoàn công giáo và các cha, chứ không có cho thuê, cho mướn gì hết. Bởi vì người chủ ở đây là một người công giáo. Rồi sau khi nằm nghỉ khỏe, gió thổi mát lạnh quá mọi người sợ quá mới bỏ đi. Đây có cái tổ chim chú đi đẻ cái đi về. À, nhưng mà mọi người không ở lại. Rồi có mấy hũ mắm, có ghét ai thì nhét vô nha. Rồi rồi bây giờ trên hành trình đi ra ngoài. Rồi tạm biệt mọi người ha. Nhưng mà để coi coi là có biết đường ra hay không, chúng thôi lạc thấy mẹ luôn. Rồi đi đâu đây, có đường có lối sao không đi, đi vô mấy chỗ cây hoài ấy. Rồi rồi thi sĩ Diêu Linh, thi sĩ Diêu Linh mới hôm qua đang thấy ở Sa Pa, chiều hôm nay thấy ở Phú Quốc. Trời ơi, đi còn hơn là siêu nhân nữa, sợ luôn á. Hồi nãy Diêu Linh nói là mới ngồi trên máy bay có chút xíu rồi, chưa kịp nói chuyện gì hết, chưa kịp nói xấu ai hết mà tự nhiên tới Phú Quốc luôn. Rồi trời ơi, mấy cây nguyệt quế nè, má ơi, mấy cây nguyệt quế gì mà nó bự như cái cây xanh gì trời, bóng mát gặp trời luôn. Cây nguyệt quế nha mọi người, trời ơi nó thơm. Cây này là cây cũng nguyệt nhưng mà là chắc là má của con quế đó. Ây da, rồi mọi người bắt đầu ra bãi rồi.